Tiếp theo chúng ta sẽ nói về phương tiện để trình bày công cụ hỗ trợ bằng hình ảnh. Thứ nhất là phấn, bảng xóa khô. Các bạn có thể sử dụng các cái bảng này để trình bày. Tuy nhiên hiện nay thì phấn và bảng xóa khô thì đã được thay thế bằng nhiều cái hình thức khác như là các cái slide. Nhưng mà phấn và bảng xóa khô thì vẫn rất là cần. Có thể phấn thì các bạn không dùng mấy nữa, nhưng mà những cái bảng mà dùng đến bút dạ thì rất là cần thiết. Ví dụ như khi chúng ta họp hay chúng ta trình bày các ý tưởng của mình, chúng ta có thể dùng bảng để vẽ nên các ý tưởng của chúng ta. Bảng viết và giấy khổ A0 của một cái clip chart, đúng không ạ? Hay là poster. Thì ở đây cái cách này thì là tôi thấy khá nhiều ở trong các cái buổi trình bày mà nó là dùng cho một cái hội trường rất là bé, một phòng học bé. Còn những phòng học lớn hay là hội trường lớn thì không nên chúng ta dùng cái này, rất rất không nên, vì cái này nó hơi nhỏ, đúng không em? Nó sẽ hạn chế cái việc những người ở xa có thể nhìn thấy.